suy nghĩ như vậy về tôi chứ. Nếu làm sơ ta thì chị có thể yên tâm. Bình thường thì các ông bố sẽ thay phiên nhau trông các bé ngoài giờ ở trường. Hôm nay là đến phiên của tôi. Là chế độ luân phiên đúng không? À, giống giống như thế. Cơm ba cháu làm ngon lắm ạ. Cơm à, dì ba là bếp trưởng ở Risato mà ba nhỉ? Bếp trưởng cũng không có gì to tát đâu. Dì bác chủ tiệm khá dễ chịu nên tôi có thể vừa làm việc vừa trông bọn trẻ. Risato, nhà hàng Pháp sao? Nhưng mà nếu anh ta là đầu bếp chuyên nghiệp thì cũng có thể yên tâm. Nhưng mà tôi không thể vô trách nhiệm như vậy. Hinata, cậu đến nhé. À, dì Pitaro sẽ rất vui. Nên nếu Hinata đồng ý thì tôi rất sẵn lòng chào đón bé. Thật sự không sao chứ.